là hôm nay em sang đây em xin lỗi anh chị như thế, và em cũng muốn quay lại tem mình ạ, để em làm việc, em làm lại đời của em ạ. Em cũng không muốn đi trước ở đâu ạ. Quay lại tem thì để anh suy nghĩ, anh không thể làm mà anh đồng ý được luôn đâu. Anh ơi, anh đồng ý em quay lại tem luôn ạ. Đầu nếu mà em mà quay lại với em mà sai với chị nữa thì anh chị đưa em lên công an nó cũng được ạ. Em thề anh chị luôn đấy ạ. Thôi mình dậy đi. Nếu mà em không thay đổi mà em vẫn lặp lại lời cũ thì anh chị sẽ có biện pháp khác để mà. Ôi đúng không? Đúng rồi, rồi chị ạ. Thôi hai chị em ôm nhau đi. Cảm ơn anh chị nhiều ạ. Thôi hai chị em ôm nhau, hôn nhau đi. Ôm nhau đi, vui vẻ đi. Chị đừng giận em vì chuyện cũ nữa chị nhá. Ôi giời, chị chẳng giận gì cả. Nói chung là em mà thay đổi được thì chị rất là mừng. Chị cũ mình đó qua qua tê tê cùng cười lên ha ha cho đời thêm ngàn vạn câu ca mừng xuân đến với. Bây giờ mày buồn cười chứ nhờ, tao đã bảo mày như nào rồi. Là mày đừng có đánh nó gì cả. Đâu mày đánh nó làm cái gì? Bây giờ em hỏi anh, bây giờ chị em như nào? Bây giờ chị em nó ham hại chị em xong nó đánh chị em như thế. Nó còn lừa bác Cúc để cho bác Cúc hiểu nhầm nhầm chị Thư như thế. Anh thôi bạn ơi. Qua đánh luôn đi. Thế tao hỏi mày thế. Thế bây giờ nó dắt mẹ nó đến nhà mình rồi, để mẹ nó xin lỗi mình rồi. Mẹ nó bảo là mẹ nó sẽ chấp nhận trả tiền cho mình. Thì thôi. Bây giờ mày đánh nó, thế đánh nó được cái gì không? Nhưng mà em không chấp nhận lời, nó chưa xin lỗi chị em. Nhưng chị đã bảo nó hôm nay nó xin lỗi rồi, mẹ nó không sang rồi thì thôi. Thế bây giờ để tao gọi cho nó đây. Sao mày làm quá đây làm gì? Nhá. Này bây giờ mày. Bây giờ anh cứ gọi nó sang đây luôn, xin lỗi chị em cho bằng được đi. Hôm trước là nó đến đây rồi, nó xin lỗi rồi, mày hiểu chưa? Thế tao đã bảo mày như nào rồi? Là bây giờ ấy, mẹ nó sang đây. Mẹ nó đã nói rồi, bảo là tha lỗi cho nó rồi. Thì bây giờ ấy, mình không đánh nhau gì nữa. Tên nhất rồi, đánh nhau làm cái gì? Đánh nhau là ô, nó sang làm gì đây anh này? Em tưởng là đánh nhau hay không ạ? Em thèm đánh nó làm gì đâu. Anh em nó sang làm gì này? Em là anh chị. Đây, mày vào đây. Anh em muốn sang để xin lỗi anh chị. Mày sang đây, mày sẽ vào đấy. Để tao nói chuyện luôn. Mày sang xin lỗi tao luôn. Này, để tao nói chuyện đấy nhá. Bạn định chết đi. Hôm qua mày đánh nó. Thì bây giờ nhá, có nó ở đây luôn. Mẹ nó cũng sang đây để xin lỗi tất cả mọi người rồi. Cả xin lỗi cả anh chị rồi. Bây giờ đấy. Mày, bây giờ mày xin lỗi cả thằng Dũng đi. Xin lỗi cả chị Thư trước mặt của thằng Dũng luôn. Mày xin lỗi xong, mày nói được là làm được. Tao chỉ cần thấy mày thay đổi thôi là tao sẽ cho mày cơ hội. Đấy thôi, còn là mày ấy, bây giờ mày cũng đừng có quá đáng. Gần Tết đến nơi rồi, đánh nhau nó hay ho cái gì không? Tao hỏi mày thế, đánh nhau hay ho cái gì không? Em muốn đánh nó à, bây giờ nhưng mà nó em đời này cũng bằng chị em là được. Đấy, bây giờ mày nói chuyện đi. Nhưng mà em ra đây mục đích chỉ là giúp anh chị, đặc biệt là xin lỗi chị Thư ạ. Mày chạy ra. Em xin lỗi chị, tại thời gian qua em đã gây nhiều chuyện không may cho chị mà làm chị suýt sợ em bé thế. Tất cả để cho bác Cúc ghét chị và không còn yêu thương chị. Thật sự là chị không phải là ghét mày, nhưng mà những cái chuyện mày làm quá tài đình luôn. Mày gây ra cho nhà chị bao nhiêu là gọi là sóng gió. Thật sự là có lẽ những cái lỗi đấy không bao giờ tha thứ được cho em. Nhưng mà mẹ em đã muối mặt em sang đây xin lỗi nhà chị rồi. Mẹ em cũng bảo hứa là sẽ trả tiền. Và em cũng đã rất là ăn năn hối cải như thế này. Thì chị và anh Kiên cũng đã nói chuyện rồi là sẽ cho em một con đường để em làm lại. Nhưng mà nếu mà em không làm lại được ấy, thì không bao giờ nhà chị tha thứ cho em được một lần nữa. Ôi bây giờ nó xin lỗi như thế rồi, đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại. Đúng rồi anh ạ. Mày xin lỗi chị tao thật vào, đừng trả tao thôi. Em cũng biết lỗi của em rồi nên là em giờ chị tha lỗi em thế. Em cũng cảm ơn chị rất nhiều và em sẽ cố gắng thay đổi thật tốt và không lặp lại những sai lầm cũ của em nữa. Em cũng xin lỗi anh Dũng luôn. Không việc gì xin lỗi tao, mày làm gì với tao đâu, xin lỗi chị tao kìa. Bạn bình tĩnh đi. Mày đi vẹt, bây giờ lấy cho mày không tao lỗi cho nó ấy. Mày cút luôn. Mà nó có làm gì lỗi với em đâu, em cũng cần. Thế bây giờ mày muốn nó đến đây làm gì? Xin lỗi cho em. Nó xin lỗi rồi. Xin lỗi rồi. Xin lỗi được rồi còn gì nữa bạn. Bây giờ muốn như nào? Bây giờ này, giúp mình phải nghe chị. Bây giờ nó cũng đã xin lỗi chị rồi. Xin lỗi rất chân thành như vậy rồi. Mà lúc trước nó làm suýt xấy thai. Bảo cái chuyện, cái chuyện đâu chân thôi. Em bé vào trong vẫn thân cùng chị, vẫn rất an toàn đây, không có vấn đề. Nhìn nhằng làm cái đéo gì. Bây giờ ấy, mọi chuyện ấy xong rồi này thôi. Đúng rồi anh ạ. Không muốn xảy ra cái chuyện gì nữa. Gần Tết rồi. Đúng rồi. Đánh nhau hay hoa cái gì không? Bây giờ thôi là thôi. Anh nói thôi là được. Nhưng mà lúc trước cũng xảy ra chị Thư anh nói thôi. Điều được không? Thôi nào em. Bây giờ là thôi bạn ơi. Mày hay thế nhở? Em bây giờ em phải nghe anh chị em chứ. Mày chuyện người lớn họ nói chuyện nhau rồi. Mẹ nó sang xin lỗi cả gia đình kia đây rồi. Bây giờ nó không ăn năn hối cải này. Nếu mà nó không ăn năn hối cải thì không bao giờ hôm nay nó sang đây để mà xin lỗi tiếp. Thế tại trước em làm người việc rồi em biết lỗi của em rồi. Em xin lỗi chị Thư ạ. Tại vì trước em đã gây ra nhiều lỗi thế, chị em còn làm chị suýt sợ em bé. Xong rồi em còn làm cho mẹ chồng của chị bác Cúc hiểu nhầm chị như thế, xong rồi làm cho hai vợ chồng chị phải xa cách nhau suốt một thời gian dài như thế. Xong rồi còn làm cho bác Cúc đuổi anh chị ra khỏi nhà. Bây giờ cũng sắp Tết rồi.
em cũng muốn sang đây xin lỗi anh chị để em muốn làm phiền anh chị ạ, để em về nhà em nói chuyện với bác Cúc để cho hai anh chị về nhà sớm ở bác Cúc, tại vì Cúc sắp Tết rồi ạ. Em cũng xin lỗi tất cả các anh luôn, tại vì trước em đã gây ra nhiều chuyện như thế để cho các anh chị suýt em của mình suýt bị đan ra như thế ạ. Là hôm nay em sang đây em xin lỗi anh chị như thế và em cũng muốn quay lại tem mình ạ, để em làm việc em làm lại đời của em ạ, em cũng không còn như trước đâu ạ. Quay lại tem thì để anh suy nghĩ, anh không thể làm mà anh đồng ý được luôn đâu. Rồi em cũng không có những trước đầu nữa mà em là quay lại tem em mà sai với anh chị nữa, anh chị đưa em lên công an nó cũng được ạ. Em thế anh chị luôn đấy ạ. Thôi đứng dậy đi. Mà anh phải đồng ý với em là em mới dậy được ạ. Em xin anh đấy ạ. Tại giờ em không có công việc làm mà mẹ em cũng già rồi ạ. Không ai nuôi mẹ em. Bây giờ hết rất là khó, em hiểu chưa? Bây giờ nó khó thật. Mày làm ra bao nhiêu chuyện rồi bây giờ mày còn xin có tem như thế. Nhưng mà em thật sự đây em thay đổi chưa? Em bây giờ em chỉ là em sẽ thay đổi ạ. Giờ anh chị chưa tin em mà thời gian thì hả nói tất cả, giờ em thay đổi thật rồi ạ. Thôi nhưng mà chồng ơi, cô thấy hiện tại hôm nay thấy nó thành khẩn nhất trong mọi hôm rồi đấy. Cô thấy là nó cũng biết lỗi ra lỗi của mình rồi. Thế thôi hay là hai vợ chồng mình tha thứ cho em, cho nó làm lại từ đầu. Vâng đúng rồi ạ, nếu mà em mà không biết lỗi của em thì hôm qua em đã không gặp anh để em bảo anh em đứng dậy đi. Đứng dậy đi. Mà anh... Em đứng dậy đi. Em đứng dậy đi. Mày đứng dậy đi. Bây giờ như này nhá, có tất cả mọi người ở đây, có tất cả thêm anh ở đây rồi. Thì em đã nói thế rồi. Thì thật sự là anh cũng rất là thương, bởi vì là em biết lỗi rồi, là cái tốt. Cái thứ hai nữa là mọi chuyện em đã làm ra với gia đình nhà anh, nếu như em đã biết lỗi, ăn năn hối cải thì anh thật sự là anh cũng biết đánh kẻ trở đi chứ không đánh kẻ trở lại, đúng không? Nên là bây giờ em quay lại em. Em muốn quay lại em để em làm việc cùng với bọn anh. Thì em thật sự em phải thay đổi, em phải thật sự em phải cải thiện, không được như trước nữa, hiểu chưa? Đấy thôi mọi người ạ, bây giờ thôi cho nó cơ hội để nó về tem để nó làm lại, bởi vì là nó cũng bảo là bây giờ hoàn cảnh hoàn cảnh nó bây giờ nó khó khăn, với cả bố mẹ cũng đang bỏ nhau nữa, cho nó cơ hội cho nó là về tem mình nó làm lại. Vâng. Nếu như mà bọn anh mà thấy em thay đổi thì bọn anh sẽ giúp em, còn nếu như mà tính nào vẫn tật đấy thì sau này bọn mình sẽ có cách khắc phục. Đúng rồi. Ôi. Nếu mà em không thay đổi mà em vẫn lặp lại lối cũ thì anh chị sẽ có biện pháp khác để mà. Ôi đúng không? Đúng rồi chị. Ôi hai chị em ôm nhau đi. Ôi hai chị em ôm nhau hôn nhau đi. Ôm nhau đi, vui vẻ đi. Chị đừng giận em vì chuyện cũ nữa chị nhá. Ôi là chị chẳng giận gì cả, nói chung là em mà thay đổi được thì chị rất là mừng. Đúng rồi. Trước đến giờ chị không bao giờ ghét em cả. Chỉ là do em làm những cái lỗi sai thế thì chị bức xúc thôi, với cả là hôm đấy là em có làm ảnh hưởng em bé Hương một chút thì chị mới như thế, còn bây giờ em bé là chị bệnh lắm. Ôi cái đi. Ôi Hương cái đi. Ôi Hương cái đi. Anh Hương kì. Anh Hương ôm đi. Rồi quay lại đem với nhau rồi anh. Anh Hương ôm đi. Thôi để cho em ôm con. Thôi để cho em ôm luôn được. Bắt tay Hương cái đi. Hai đứa mà đánh nhau rồi hôm nay phải bắt tay lại với nhau này, nhanh lên. Nhanh lên. Thôi để cho em ô hộ. Bây giờ cả team mình làm ra thôi. Nhanh lên. Nhanh lên. Đây, bắt tay. Thôi. Bắt tay thôi được. Bắt tay chạm nhẹ thôi. Xong rồi. Vui rồi, vui rồi. Không, 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 không. Thôi anh chị cứ vui. Thôi cái tất cả để lại đây nào. Rồi là tất cả những cái chuyện mà thời gian vừa qua thì mình bỏ qua nhá. Vâng. Còn là sắp năm mới rồi. Chúng mình hãy cố gắng cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau để đón một năm mới không có những cái sự cãi vã nữa. Còn những cái chuyện cũ mình bỏ qua. Được chưa? Được rồi. Ok. Ai đồng ý thì hất tay lên nhá. Được chưa? Vâng. Rồi. Thôi. Thôi bây giờ nói chung này như thế là vui rồi mọi người ạ. Không có chuyện gì nữa. Vì mình hy vọng là Phương Anh từ bây giờ sẽ thay đổi cho mọi người nhá. Không có gì trước nữa là được rồi. Thôi, nhưng mà thay đổi được là được mọi người ạ. Mình chỉ sợ là em ấy không thay đổi thì làm khổ bố mẹ thôi. Thật sự như thế thôi, anh hy vọng em thay đổi. Anh hy vọng tất cả mọi người cùng nhau đoàn kết, cùng nhau là vui vẻ như trước. Được chưa? Ok. Ok. Thế đi vào trong nhà đây thôi. Nếu như mà em muốn vào tem thì ngày mai lấy quần áo với cả lấy đồ sang đây ở luôn. Tí em lấy đồ em sang đây ở. Giải vui mừng nha. Ngày mai lấy đồ xong là bảo với bố mẹ ấy. Lấy đồ sang đây ở luôn với anh. Kể cả chị nhá. Vâng ạ. Thế là vui rồi. Vui rồi anh ạ. Nói chung là những cái chuyện cũ mình xin phá bỏ qua mọi người ạ. Sang năm mới rồi. Sang năm mới rồi người ơi. Đúng rồi.
Happy New Year. Năm mới rồi thì bỏ qua tất cả những cái chuyện vui là được, những cái chuyện không vui, những cái chuyện mà không ra gì mọi người nhá. Và năm mới mình phải làm một cái con người mới, làm một gọi là cuộc sống mới, cái gì cũng là mới. Làm cũ rồi thì là những cũ thì mình bỏ qua, cái gì mới, cái gì tốt đẹp thì mình giữ lại mọi người nhá. Đúng rồi mọi người ạ. Năm 2024 rồi mọi người ạ. Đó, ai mà đang xem video này của kia thì mình xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất cho tất cả mọi người. Ai xem video của mình nhá, là một lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các bạn có một tuổi mới, năm mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người mình yêu thương nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người nhá.